Hello, xin chào các đồng chí và anh chị em các bạn thân mến. Lâu quá không có live stream cho nên nó bị ghiền. Bữa nay mình live bù. Mỗi lần mấy cái đám chống cộng cực đoan tụi nó thấy lại mình live stream nó tức lắm. Nó rất là tức, nó rất là cay cú. Nó cay cú à, nó sợ lại mình nói xấu nước Mỹ của nó. Nó sợ là mình khen Việt Nam. Mấy cái đám chống cộng cực đoan ở trên cái không gian mạng này, bọn nó giống như là cái đám hề. Một cái đám hề rất là rẻ tiền. Gần cả tháng này không nói được, tức muốn chết luôn. Thấy tụi nó mình muốn lên cốc đầu mấy cái đám chống cộng cực ngu ở bên Mỹ này. Tụi này nó bị cái gì đó mà nó bị bệnh quan tưởng. Bệnh quan tưởng hơi bị nặng luôn đó. Các bạn biết nó bị quan tưởng rất là nặng. Nó qua Mỹ rồi nó sống nó không có hòa đồng được, nó không có hội nhập được cái đời sống ở bên Mỹ anh chị các bạn. Cho nên nó ngồi ở trên online rồi nó lên mạng nó chu chéo về quê hương. Mỗi lần mình nói về nước Mỹ, mặt trái của nước Mỹ, về Việt Nam ở đi, đã đảo lại mình, trục xuất lại mình. Mình còn nhớ cái câu này, đã đảo lại mình, trục xuất lại mình. Thằng lại mình nó muốn đi là nó đi, nó muốn đến là nó đến. Cái hay là chỗ đó, cái hay của người cộng sản là chỗ đó. Cái hay của người cộng sản là mình đi đến đâu mình vẫn có thể hòa nhập và hội nhập được với cái xứ người à. Nhưng mà mình không hòa tan vào họ, mình đến với họ để đặng mình tu luyện cái con người và mình tu luyện cái bản năng sống để đặng mình đem cái chất xám trở về với quê hương của mình. Cái hay của người cộng sản là chỗ đó, chứ không phải giống như cái đám chống cộng cực đoan ô hợp chống bốn mấy năm rồi. Chống ra cái ồn gì hết. Mỗi lần thấy lại mình là cay lắm, tức lắm. Không biết cái thằng này nó làm gì bên Mỹ mà nó live stream. Nó có thời giờ là nó live stream. Chỗ nào nó cũng live stream. Nó cay là cay chỗ đó. Anh chị các bạn biết cái đời sống ở bên Mỹ này. Đại đa số tôi nói còn nhiều khi nó bị mít lòng những người mà sống ở bên Mỹ, đành chịu rồi. Đối với tôi chính trị là chính trị, người nào thích thì chơi, không thích thì đành chịu thôi. Chứ lên đây tôi không thể nào làm hài lòng bất cứ một cá nhân nào. Mục đích của tôi là làm sao chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của cái đám chống cộng cực đoan ở bên Mỹ này. Mục đích và nguyện vọng của tôi chỉ có vậy thôi. Còn mà lên trên này để làm hài lòng người này người kia, nhiều khi mình nói về nghề nghiệp nó đụng chạm với người này người kia, đành phải chịu thôi. Anh em chơi thân nhau cả nào thân, quốc là nói về những cái gì mà chính trị là phải mần cho tới bến, chứ không có thể ấy nào mà nửa nạt nửa mỡ, không có thể nào mà dị nể được. Trong chính trị nó phải có sự quyết đoán, thẳng thắn, cương quyết. Chứ lên này mà ngồi đó cứ phải tăng bốc nhau, phải đẩy đưa nhau thì cũng chẳng làm được gì cả. Ngày nào đó rồi không xong rồi quay qua. Phải quyết đoán, phải rõ ràng, không có dị nghị gì hết á. Các bạn thấy những người lãnh đạo ở trung ương như Bắc Trọng, rồi những người mà người ta có những cái uy tín trong cái đường lối lãnh đạo làm việc, lò củi nào đốt cũng cháy hết. Cái hay của người cộng sản là ở chỗ đó. Những người làm việc vì dân vì nước là cái hay của những người lãnh đạo ở trung ương là chỗ đó. Cho nên chúng ta là những người thế hệ sau, chúng ta cần phải học những cái hay của cha anh của mình. Các bạn thấy đường lối lãnh đạo của bác cũng vậy, của bác và đảng rất là tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời. Có 102, làm sao cho ít nước lợi nhà,
lấy dân làm gốc, đặt đại sự quốc gia lên trên hết, lợi ích dân tộc quốc gia là trên hết. Bạn bè thì tính sao, chỉ vậy thôi. Cho nên tôi biết nhiều khi tôi nói tôi cũng làm mất lòng một số anh em, tôi biết chứ không phải là tôi không biết cách nói của tôi, nhưng mà tôi chỉ chủ trương là đập mấy cái đám chống cộng cực đoan ô hợp ở bên Mỹ thôi, và mấy cái đám dân chủ cụi trong nước chỉ có vậy thôi. Còn ai giận thì mình chịu thôi. Cho nên đây là cái live stream thứ hai, cả tháng không live stream nhớ quá. Nói chứ đất nước phát triển đổi mới rất là tuyệt vời anh chị các bạn. Từ từ tôi sẽ chia sẻ cho anh chị các bạn thấy những cái hay của đất nước quê hương của mình, rất là hay, rất là tuyệt vời. Và tôi sẽ kể cho anh chị các bạn nghe chuyến đi của tôi vừa rồi, phải nói là rất là hài lòng. Về gặp anh em trong nước vừa rồi, phải nói là cái cách sinh hoạt và đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc rất là tốt. Tôi mong rằng mọi người sẽ giữ vững lập trường như vậy và tiếp tục đấu tranh chống cái những cái thành phần chống cộng cực đoan ô hợp, bạch mặt chúng đó. Thôi xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye, bye bye, bye bye.